Giáo dục trẻ là việc chuẩn bị cho trẻ các kỹ năng tốt nhất, làm hành trang cho trẻ. Nên thay vì truyền đạt cho các bé kiến thức cứng nhắc, hãy rèn luyện cho các bé sự độc lập và tự tin. Đến với trung tâm đào tạo kỹ năng mềm You Can Now, các bé sẽ được học trong môi trường chuyên nghiệp, đầy đủ các thiết bị âm thanh phòng học. Chương trình học được thiết kế một cách thông minh, dí dỏm, giúp các bé phát triển toàn diện các kỹ năng, không tạo áp lực đối với trẻ. Với tiêu chí học mà chơi, chơi mà học, giúp các bé nhanh chóng tiếp thu. Mục tiêu của khóa học: rèn luyện kỹ năng giao tiếp và thuyết trình, giúp trẻ tự tin trước đám đông, trước bạn bè, thầy cô. Độc lập, tự chủ khi tham gia các phong trào của lớp, trường. Hình thành tác phong nhanh nhẹn, nâng cao khả năng tư duy sáng tạo, kỹ năng diễn xuất trước ống kính, trước khán giả. Kỹ năng làm chủ sân khấu, sử dụng ngôn ngữ linh hoạt. Khả năng nói và dẫn chương trình lưu loát, cuốn hút, phù hợp với lứa tuổi, với từng chương trình. Phát hiện ra các năng khiếu, thế mạnh của trẻ. Các giảng viên của khóa học: chị Kính Hồng, MC Hằng Nguyễn, MC Minh Trang của đài VOV, đạo diễn Trần Hoàng, MC Việt Anh. Khóa học MC với nhiều môn học hoàn toàn không có trong trường học chắc chắn mang lại nhiều trải nghiệm mới, giải phóng cơ thể để tự tin hơn với bài học mới, học cách lấy hơi để rèn giọng nói chuẩn. Những môn học diễn xuất trước ống kính hay những buổi thực hiện MC trong studio, kỹ năng hoạt náo. Từng buổi học đều được trung tâm ghi nhật ký hình ảnh. Đó chính là những kỷ niệm đẹp của học viên và đặc biệt là món quà thân thương tặng cho các bậc phụ huynh. Bố mẹ sẽ trực tiếp chứng kiến con em mình tiến bộ lên sau từng buổi học.